Cái xe Honda này là cái đời gì vậy cháu à? Đời Nó là Sonic hiệu 150 Sonic. 2015. Sonic mà bữa trước cậu có tưởng Raider không? Sonic. À Sonic hả? Giống Sonic này là nó giống với thằng Raider đúng không? Nó cái giống này nhưng mà cái hàng này là sao? Nhập khẩu. À nó nhập khẩu hả? Như chiếc này là cháu mua bao nhiêu tiền? 70 triệu. 70 triệu chiếc này đây. À nó có cái đặc điểm gì nó đặc biệt hơn cái chiếc xe mà Raider nhập trong nước không? Radar thì nó động cơ mạnh hơn, còn này động cơ nó yếu hơn, nhưng mà cái loại này người không thích thì mua thôi. À không, cái động cơ nó yếu hơn, nó có cái gì khác biệt không? Thí dụ như nó giải nhiệt bằng gì, bằng nước hay là giải nhiệt bằng gió hả? Cái gì bằng nước? À giải nhiệt bằng nước hả? Rồi nó có cái đặc điểm gì khác nữa? Không, cái kiểu dáng thì kiểu dáng hai chiếc đều underbone nên nó giống nhau hết, À nó chỉ khác gì cái mẫu mã dàn mũ thôi. à nó khác dễ dàng mũ thôi. Cái về cái độ dài đồ này nọ lại giống nhau không? Ý có nghĩa là cái gì nó đặc biệt á, thí dụ như là cái này là có cái kết nước đây đúng không? Xe kia cũng có, Y cũng chang luôn, cái đề đề độ dưới luôn đúng không? Cái thằng Raider cái đề cũng y chang vậy luôn hả? À nhưng mà nó lại mắc hơn cái thằng kia rất nhiều. cái thằng kia thì mình so với cái xe chia thì cũng là Raider mà Raider nhập, À cũng là Raider mà Raider nhập, nó cũng giống vậy nhưng à mà rẻ hơn chút, máy mạnh hơn. à mà cái thằng Sonic này á với thằng Raider là cái model nó nhìn giống nhau không? Giống cái nó giống cái kiểu underbone là cái tay lái thấp. À À, tay lái thấp mà tay lái thấp. nó khác. À cái tay lái này hả? À, tay lái Tay lái này là nó thấp hơn kia. không, nó giống vậy luôn, là cái kiểu tay lái thấp, hai tay À lái thấp hơn. còn cái đời nào tay lái cao? Là cái đời như xe này là tay lái cao, còn cái chiếc này thì nó cái đời mình đè vô một cái À mình buông ra nó giống như xe bình thường, còn mấy chiếc Raider thì đè vô là nó nổ máy luôn, từ nào tới nổ máy luôn là nó mới tới tự nha. à cái này là sao? Ví dụ giờ mình đề nè, bấm vô mình đề vậy nó nổ máy mình à buông ra, à còn Raider thì đè vô một cái buông ra vậy là nó tự nó đề luôn, tới nổ à, máy nó tự tắt. à vậy hả? Cái kia nó nhiều cái option hơn. À 70 triệu đẹp chứ ha, nay cho thanh niên đi chơi thì Đừng hết mua ý rồi. cái. Thanh niên đi chơi là hết ý rồi. Đâu cháu lấy chìa khóa cháu đề lên thử cho chú cho cậu coi coi nó êm không sao. Leo chạy luôn chứ cần gì đài. Để cho nó để leo lên chạy một phát coi. Xuống. Cái dĩa của cái xe này cái thắng đĩa nó to ha đúng không? Cái câm này cái niềng của thắng đĩa nó to hơn, cái đĩa nó to hơn cái kia. Còn thằng thắng này thì đĩa nhỏ nè, thắng sau đĩa nhỏ nè đúng không? Đồng hồ LED điện tử nè. Rồi đề thử ha. À cái ga của nó là mình khi mình lên ga là cái mình lên ga là cái tô tan nó lên luôn. Xe này mới chạy có 84. Mua 4,5 triệu về bán được 4,6 triệu, lời được trăm.